là cô nhất tử nhiều khi cô chết rồi đó, rồi cũng như là nhông hồn ở đây nè, người ta không cho cô đi theo, mà miễn cô mất rồi ai đốt nhang. Dạ, là làm sao mà cô nói là giống như cô chết là làm sao, cô không hiểu. Cũng như cô đi đốt nhang, ngày nào cô đốt nhang thì trong lòng cô nó vui lắm. Dạ. Vui lắm, từ hớn hở theo ma cái mã vậy đó. Ôi. Đầu là một chút xíu có người đi tới giếng liền. Chàng ơi, linh vậy hả? Ờ. Mà nhiều lần cô giái gì không? Có, nhiều lần mới hết tiền là giái. Hết tiền là giái. Dạ. Cô là nguyện là có tiền bạc là cô mua nhang cô đốt thôi, nó trong là nhà cô kìa. Nhang nhóc chân con. À, quỹ thiện nguyện của năm cô bác anh chị em là được 2,5 triệu. Dạ con xin gửi cho cô Năm ạ. Dạ, cô Năm ngồi xuống đi cô Năm. Dạ, cô Năm có thể điếm lại giùm con. Cái mã này trước để đi cúng đôi dép với mấy ta xây mã đó. Để xi măng đây dơ nè, về báo vợ nè. Mã này. À. Ờ. Ừ. Đúng rồi. Dạ. Mã này hổm cô đi đốt ha. Là ông nhát cô hết lần. Đi không gì nè, không có chờ hơi gió im lặng vậy nè. Mà cái mã nghe nó hì. Ồ, cô nghe tiếng hả? Ừ, bắt đầu cô là bước đâu đó ha. Mến chào cô bác anh chị em. Hiện tại mình đang có mặt tại Nghĩa Trang Nhân Văn thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì trong cái Nghĩa Trang này có rất là nhiều khu ngôi mộ quý bà con cô bác. Thì mình cũng nghe cô chú ở trong đây là người ở cái nghĩa địa này cũng lâu năm, là người cũng từ thiện thường xuyên, cũng như là chôn cất, cũng như là tẳng liệm những người vô danh, cũng như là những người nghèo khó khăn á. Thì đến đây thì cô chú cũng ra tay giúp đỡ. Thì hiện tại cô chú đang ở trên một cái phần đất liên quan đến 252 ngôi mộ. Thì cô chú sống ở đây cùng những cái ngôi mộ này. Là tại sao mình nói như thế? Tại vì cô chú hàng ngày là phải đi thắp hương cho 252 ngôi mộ này. Thì cái nhà này cũng sát vách với những ngôi mộ, cũng như những cái mái che của nhà chú là che ở đỡ, thì cũng che trên những cái phần cái ngôi mộ này luôn quý bà con cô bác. Thì trên cái khu đất này là 252 ngôi mộ, mà nhiệm vụ của cô chú đó là ngày nào cũng phải là thắp nhang hết, không bỏ sót một ngày nào, trừ khi những cái ngày mà mưa gió thì cô chú mới không thắp được thôi. Còn ngoài ra thì đi thắp hết những cái ngôi mộ này. Và cô chú thì sống vào cái nhờ vào cái sự giúp đỡ của cô bác anh chị em khi đến đây để chôn cất, thì chú có ra tay giúp đỡ, thì đôi lúc cũng trợ duyên cho cô chú một phần nào, chút ít tiền cũng như là chút ít về quà cáp thì cô chú sinh sống. Ngoài ra thì chú cũng có để những cái hàng sẵn ở đây, thì ai khó khăn cũng như đến đây để nhường lại những cái phần này, thì chú cũng kiếm chút ít cái đồng ngăn đồng lời để cuộc sống của cô chú lớn tuổi. Cô chú cũng vẫn còn nấu nước bằng cái lò củi nữa nè. Thì mình sẽ vào bên trong để tìm hiểu về cuộc sống của cô chú tại cái khu nghĩa địa này, ở khu nghĩa trang này là như thế nào, sống cùng 252 ngôi mộ. Dạ con chào cô chú ạ. Dạ cô chú Năm có thể là cho con biết được là tại sao cô chú Năm lại dọn vào cái khu nghĩa trang này để ở với những cùng với 252 ngôi mộ này á cô? Hoàn cảnh cô bị gì mình suy nghĩ là mình lớn tuổi rồi, không có còn tuổi lao động nữa. Cô xin về đây cô ở đằng cô đốt thắp nhang. Mình thấy giữa ngôi mộ này không ai đốt hết trơn, không ai chăm sóc hết trơn á. Đằng cô tình nguyện vô đây đằng cô đặng mà thắp nhang. Rồi cô chú có nhà cửa gì riêng lẻ không? Hay là không có đất thì mình mới vô đây mình ở? Không, bởi vì mình hồi lúc mình nghèo, mình thiếu nợ đó, mình bán nhà rồi giờ không có chỗ ở, mình mới vô ở xin ở chỗ nghĩa trang này. Dạ rồi cô chú Năm là vô đây ở bao lâu rồi chú? Được một năm. Tết này nữa 2 năm. À là mới 2 năm nay thôi. Ừ. Dạ, 1 năm 9 tháng. Còn trước đó cái công việc của chú con biết được đó là dường như là chú là người đi cũng như có lấy cốt nè, rồi có mai táng từ thiện nè. Giờ là cô chú hiện tại bây giờ mình sống mà cũng nhờ vào cái vấn đề đó hay sao? Thì mình nếu mình sống thì nhờ có cái buôn bán, mình nếu ai mắc mà mượn mình liệm giùm. Rồi cũng mình cũng có bán một số đồ lẹm đó rồi cho bà con vậy thôi.
chứ mình liệm thì mình không có ăn tiền ai bà con nào hết trơn á. Dạ. Định dùm. Rồi con cũng nghe ông anh ông nói là cái nhà của chú đang ở, cái nhà này là cũng không phải là cái nhà mà để cắt lên để ở, nhưng mà cái nhà này con nghe nói là cái nhà mát. Nhà phải mát, không chú? Nhà mát của bên từ thiện người ta. Bên nghĩa trang, ban tổ chức nghĩa trang người ta làm cái nhà mát để chứa xi măng để cho bà con đồ nghỉ ngơi giấc trưa đồ vậy đó. Rồi bây giờ mình về đây bà con không có chỗ ở, bà con ta cho mình ở ở đây thì mình cũng đâm thêm ra cái mái đặng cho bà con người ta thay thế về cái chỗ mát cho ta nghỉ ngơi. Dạ, rồi cái mái che này thì lại dính vô khoảng 3 ngôi mộ. Ngôi mộ nằm ở trong cái phần cái mái che luôn. Cái mái che này cũng làm lên để cũng có bà con trong cái hộ này người ta hùng tiền người ta cho mình làm. Dạ. Cũng gia công làm cho bà con cho nó kính đáo cho bà con vậy thôi. Mình cũng không nghĩ gì. Rồi hai năm mấy giờ chọn vô đây ở rồi cô chú không có sợ những cái phần mà tâm linh hay mình sống cùng những cái ngôi mộ này nó xảy ra những cái chuyện hơi tâm linh không cô Năm? Không, cô không có sợ. Bên về đây mình sống mà cái cảnh mình tu hiền rồi là mình niệm Phật hàng ngày, không có sợ ai hết trơn á. Nếu người ta không cho mình thấy những gì mà nhiều khi đám lúc như vậy thì có. Cô khi cô bệnh á mà không có bệnh bằng ngày. Cô bệnh là giờ khoảng 11, 12 giờ đêm không à. Là cô nhất tử, nhiều khi cô chết rồi đó. Rồi cũng như là nhông hồn ở đây nè, người ta không cho cô đi theo. Mà miễn cô mất rồi ai đốt nhang. Dạ, là sao, làm sao sao mà cô nói là giống như cô chết là làm sao? Con không hiểu. Cũng như cô bệnh á. Cô bệnh cũng như là cô sắp chết rồi đó, cũng như cô mệt lắm mà cô sẵn cô đi đó. Tức là bệnh nặng đó ha. Bệnh nặng á. Dạ. Là cô như vậy là hai lần rồi. Là tại vị trí này luôn hay sao tại cô? Tại vị trí này luôn, trong nhà này luôn. Dạ. Rồi bắt đầu là cô trở lợi. Tự nhiên khỏe lại. Khỏe lợi liền. Mà khỏe lại cô có đi bệnh viện hay là không có đi bệnh viện gì chứ? Không. Là cô suy nghĩ là vong hồn này là ở đây là bị gì người ta thương cô. Bị cô tình nguyện cô cũng nói nữa, nhiều khi cô đốt nhang hàng ngày á. Miễn mỗi lần cô đi đốt nhang là cô trình của quyền là cô mới đi ha. Cô ra cô đốt nhang đàng hoàng, cô đứng dậy cô đi dây cô nói mấy cô mấy bác anh chị em con cháu ở đây tôi đốt nhang nghe. Mà dán độ tôi cho tôi mạnh giỏi thì đừng cho đau nữa nha. Dạ. Đó, tâm linh là vậy có. Miễn cô bệnh rồi, cô sắp chết rồi là bắt đầu là cô trở lại liền. Như là cô bệnh gì cô? Chàng ơi, nhiều khi nó mắc thở, cô thở không được. Cái đó nó liên quan bệnh tim mình hay là bệnh gì cô? Không biết, bị cô không có đi bác sĩ. Rồi là một hồi là cô tỉnh lại liền. Là miễn ngày nào miễn cô đốt nhang thì cô không có bệnh. Mà cô nghĩ đốt nhang là cô bệnh. À, vậy là các vị ở đây có thể là mong muốn cô đốt nhang mỗi ngày luôn. Đó, vậy đó. Miễn ngày nào mà cô mưa đó, mà cô đốt không được, cô ngồi đây là cô bức rứt lắm. Bị vì mưa sợ chân chợt mình đi đó. Rồi nó té, với hai nữa là nhang nó tàn, uổng. Dạ, rồi có những lần nào mà cô không đi đốt nhang được vậy đó, thì trong cái buổi tối đó cô ngủ là có những cái điềm báo hay là những điềm gì không? Không có điềm báo gì hết, lương tâm cô cắn rứt. Tự cô cắn rứt ha? Nó cắn rứt lắm rồi nó buồn. Đó mà miễn cô đi đốt nhang, ngày nào cô đi đốt nhang thì trong lòng cô nó vui lắm. Dạ. Vui lắm, từ hớn hở theo mà cái mã vậy đó. Ôi, thường thường cô đi đốt là mấy giờ chiều cô? Cô tập thể dục rồi là cô đi có khoảng 3 giờ 18 hoặc 3 giờ 15. Rồi cô đốt sớm nha, còn nắng thôi cô đốt sớm mà. Cô đốt sớm bị gì chiều ưa mưa lắm. Dạ. Cô đi đốt sớm. Vậy đó mà vô cả tiếng đồng hồ đó con. Trời ơi. Đốt cả tiếng đồng hồ. Tức là 252 cái này là theo hàng thứ tự mà cô đi đốt từng cây mà lại gần cả tiếng đồng hồ mới xong. Tiếng đồng hồ đâu phải nó liền đường đâu. Cái hụt lên, cái hụt xuống, cái đi tới, cái đi lui. Mà con thấy tập thể dục vậy đó. Hồi nãy con có đi với chú Năm vô trong cái ngôi mộ vô danh đó thì có thấy cái đường đi cũng rất là khó đó. Đó khi nó mình nhỏ. Nhảy qua nhảy lỡ. Mà giờ cô yếu mỗi lần nhảy thì cô phải vịn đàng hoàng nghe để té luôn á. Dạ, có những lần nào mà cô Năm đi đốt như vậy đó có thấy cái những cái ngôi mộ hay những cây nhang hay những cái điều gì nó liên quan vấn đề tâm linh không cô? Như vậy là có. Như hồi khi á là cô miễn mà cô ngày nào mà cô không có tiền nữa ha. Là nhang sắp hết đó. Cô ngồi tại đây nè, cô giấy nè.
những tâm linh đất nước ở đây nè, ông bà, cô bác, anh chị em, con cháu ở đây. Bây giờ tôi hết tiền đốt nhang rồi, cô bác cho vợ chồng con cháu gì đó ai lỡ giếng coi, đặng mà tôi có tiền tôi đốt nhang. Dạ. Bắt đầu là một chút xíu có người đi tới giếng liền. Chàng ơi, linh dĩ hả? Ờ. Mà nhiều lần cô giái gì không? Có, nhiều lần mày hết tiền là giái. Hết tiền là giái. Dạ. Là cô thật sự vậy đó nha, chứ còn con không có nói dốc nha. Còn ai lỡ đốt nhang, thường thường đốt nhang tầm bậy tầm bạ, đi đốt là không bao giờ nhang cháy. Ủa ngộ. Không bao giờ nhang cháy. Không có cây nào mà cháy hết trơn. Đốt xong cũng như là nó bị tắt gió tắt hay sao vậy? Không, tự nhiên tắt vậy đó. Bị gì là cô biết. Cô đốt nhang hàng ngày là cô niệm Phật là nhang nó mới cháy. Dạ. Còn người ta lỡ đốt khí đài ta đâu có niệm Phật. Là cái đó người ta không có chứng. À, tức là quý vị ở đây cũng linh thi á. Linh. Dạ. Mà cô đi đốt nhang cô vui lắm nha. Vui lắm, cũng như giỡn vậy đó. À, giống như là xây khiến sao mà cô chú lại tự nhiên chọn về đây để ở vậy đó. Ờ. À, như kiếp trước mà mắc nợ người ta hay vậy đó, về đây rồi mình dọn dẹp ở đây mình cũng đốt nhang. Dạ. Mà cái lòng mình thanh thản hơn. Dạ. Vừa hơn nữa là cái nghĩa trang mà lúc mình chưa có về đây đó, cỏ gác khô sùm phức dữ lắm, cỏ dữ lắm. Thuốc ở đây ví dụ như mỗi lần mình nói lên cái bà con người ta đưa 300-400 ngàn mua hai chai thuốc là 300-400 ngàn cái xịt hết cái cho ta hay đó. Mà nó có cái này nè, để nói luôn cái này nè, cái bà đằng kia kìa, cháu ngoại bà nó hứa cho cái bình mà gần tới Tết rồi mà đặng mình xịt đang cho ta rằng mà là giải mã, là nói bà Bảy ơi, con cháu bà sao mà nó dốc láo quá, không có hứa cái bình mà lâu quá, ai về đâu cháu quả với con bà ở ngoài Đài Loan nó về ở trên Châu Đốc mà bỏ lên tới trên Châu Đốc bà kêu chỉnh, là nói mày hứa cho chú năm cái bình sao mà tới nay mày không đem xuống để cho chú năm xịt cỏ nhỏ quán hồn mua cái bình để chú. Tức là cái hương linh ở trong 252 ngôi mộ này về kêu cái người đó. Dạ. Nói mày hứa ta, mày hứa cái bình chú năm sao tới nay không thấy cái bình. Có rõ ràng vậy, vậy mà cũng hay quá ha. Vậy là quý vị ở đây công nhận linh ha, cũng như là độ cho cô năm mà nãy giờ kể. Ơi. Trời, tôi nói cái này mới hay à. Giống như người ta lợn ta chôn rồi nhang dư đó cắm một cái bình cái hương vậy đó là 4-5 cây, 3-4 cây, 5 cây, mấy cây là cô chừng cô đi đốt là cái đó nó niêu hết trơn, nó không có cháy cây nào chứ. Ủa. Ờ, nó tắt hết trơn vậy đó. Mà cô thấy nhiều lần vậy không cô? Nhiều lần vậy luôn, bị cô để ý mà. Rồi cuối cùng là nhang của cô ở đây cô đốt, cô ra niệm Phật thì tự nhiên cây nào cũng cháy hết. Cây nào cháy hết trơn luôn, trừ dọc cây mưa là còn khúc vậy nè ha, là nó không cháy thôi. Dạ. Là cô đốt ngày nào cũng cháy hết trơn. Rồi tôi mới nói cô bác đừng có đốt, uổng lắm, nó không có cháy đâu, đem vô đây đi rồi để tôi đốt. Người thân nhà của người ta đốt cho ngôi mộ người ta thì được, mà đốt qua những ngôi mộ khác thì lại không cháy. Không cháy. Ngộ người ta. Đốt bao nhiêu cây cũng không cháy hết trơn. Dạ, chút tôi xíu cho giờ đốt này đó. Giờ này cũng tầm khoảng 3 giờ rồi, thì chút xíu khoảng 3 giờ mấy có thể là mấy con để quay một đoạn để thấy biết được là cô, nhiệm vụ của cô là hàng ngày đi đốt nhang cho quý vị ở đây là như thế nào luôn ha cô. Dạ. Dạ, chút xíu nữa. Đấy. Rồi cái cuộc sống của cô chú gì đó, khi mà hết nhang thì tự nhiên là các vị ở đây giống như là khiến cho người thân đến để cũng như là trợ giúp cho thêm tiền mà để mua nhang tiền, đúng không? Người thì 50, người 100. Dạ. Rồi cô mốt rồi để đó cô mua thì 100 ngàn người được 5 ký, 100 ngàn được 5 ký. Dạ. Nói vậy đó. Rồi đây có máy niệm Phật hay nghe kinh gì không cô? Không, cô niệm trong miệng không à. Dạ, con thấy trong cô mặc dù ở nghĩa trang nhưng mà trong bàn thờ nhà của cô ấy thờ rất là nghiêm trang. Nghiêm trang lắm con ơi. Dạ. Vậy là cô chú ở đây chắc cũng niệm Phật tinh tấn ha. Dạ. Hồi ơi, mấy cái bức tranh có đèn. À, dường như là không đó con ơi. Dường như có một cái bức tranh đó là của ông gì nè? Thầy Quỳnh Giáo Chủ. Dạ. Giữ ngày Quan Âm. Ngày Phật Quan Âm á. Rồi cô chú lớn tuổi như thế này rồi sống trong cái nghĩa trang này nữa. Thì cái đồng tiền mà chú á đi là làm từ thiện cũng như là đi làm mướn cho người ta vấn đề hiêm chung cắt á, thì cái tiền đảm bảo cuộc sống mình hàng ngày ở đây không cô chú? À, bởi vì mình nói vậy là mình làm á thì mình làm giùm, mình đâu có ấy tiền ai đâu. Có ví dụ bán
Bán thì mình bán đồ liệm này nọ cũng kiếm vài trăm ngàn, sống thì cũng đắp đổ vậy. Chứ dư thì không có dư con dư ơi. Không có dư, dư thì không có dư. Mà nhiều khi đau lắm, lúc đau thì không có tiền mua thuốc uống, cũng với hàng triệu. Cái thằng về nay giờ. Mà lòng của cô là thật lòng nha. Tiền bạc mà con cháu đưa cho cô hay hoặc người ta đi cúng là cô để riêng đó là cô đi mua nhang nha. Khi người ta đợi cho nó hơi biếu ông bà nè mua cà phê uống không. Cô không uống cà phê, không có uống trà đường. Đó chỉ cái này nè, để tôi lạnh để dành uống thôi. Đó, chứ cà phê, cà pháo cô không có ghiền những gì hết trơn luôn. Cái tâm cô là nguyện là có tiền bạc là cô mua nhang cô đốt thôi. Nó trong nhà con kìa, nhang nhóc hết trơn con. À, con thấy nhiều á, bởi vì đó, ở tâm của cô là chỉ có tiền là mua nhang đốt thôi. Còn sự sống của cô á, kệ mẹ nó có không có thì tính sao. Dạ, rồi con thấy cô chú ở đây có hai người à, rồi có con cháu hay là con cái gì ở đây với nữa không? Không. Rồi cô chú được bao nhiêu người con rồi? 6 đứa, 3 trai 3 gái. Trời ơi, có khá giả không rồi sao cô chú phải ở cái nghĩa trang như thế này? Thôi con ơi, già bằng già ăn đi, trẻ bằng trẻ ăn là nó xong. Dạ. Trách nhiệm vậy đó. Con cái cũng có cái bổn phận riêng ha. Thôi, không có tính tới con cháu. Cô nói vậy là nữa, ổng có chết trước á. Thì cô ở đây cô tình nguyện cô đốt chừng nào có chết thôi. Dạ. Ha. Rồi miễn mà miễn cô có chết rồi liêu hương ổng luôn cô dụng cái sông hết trơn, không cho đứa nào thờ hết trơn. Chàng ơi. Đó, nó vậy đó. Dạ thôi, chuyện gia đình của cô thì con cũng không dám hỏi sâu vào, con biết vậy cũng hiểu rồi. Bởi vì cô chú mới chọn ra một cái đất nghĩa trang này để sống yên tĩnh, con. Yên tĩnh. Niệm Phật. Niệm Phật với đốt nhang cho các vị ở đây là được rồi. Rồi vậy đó, lương tâm cô tình nguyện thôi nha, nhiều vậy thôi. Dạ. Rồi tiền bạc có khi mà mình ở đây rồi nó thiếu hụt dữ không? Có lần nào mà mình cảm thấy thiếu hụt dữ không cô? Nửa tháng trời, nửa tháng trời không dám thỏ thẻ ra hết trơn, ôm bụng chịu. Gạo thì mình có gạo. Gạo thì có ăn, chút đỉnh có. Hai chồng ăn có nhiêu đâu, bữa thì có một lon, khi nó dư nữa, không không có hết. Ăn không có nhiêu con ơi, sợ đau ốm bệnh hoạn thôi à. Dạ, rồi cái này là cho con hỏi thật lòng nha cô Năm. Thì cái ngôi mộ mà kế bên mình ngồi ở đây nè, hồi nãy là có một đứa em nó vô lại đây nó ngồi kế bên đây á, thì cái cảm giác tự nhiên bị gần ốc cục, bị lạnh người lên hết. Thì cho con hỏi thật là ngôi mộ ở chăng bên trong của ngôi nhà của chú đang ở có liên quan vấn đề gì tâm linh không cô Năm? Không, không có gì rục rịch hết trơn. Cô lên tiếng rồi không ai dục dịch hết trơn á. Dạ, nhưng mà trước đó nếu ví dụ là có không cô? Trước đó là cô bị gì, cô ở xa, cô không ở đây. Có ổng đi thường thì ổng biết. Bị ổng đi nói, đêm đó thì ổng biết. Đợi nói mỗi lần á. Cái nào biết cũng nó biết, nào không cô nói không mà. Con, dạ. con nít ra ngoài sớm mẹ nó quậy nó phá. Con nít ra ngoài kia. Rồi bà con người ta mới cho mình hay. Tôi mới vô tôi nói với ở trong này cũng có mấy người lớn mà người ta chôn mà người quen mình á, quỷ thiền đất đai người ta mua sắm người ta để chôn cho mấy ông chôn, mà mấy ông để không ở đây mà không la gầy con nít, để con nít vào mà sớm mẹ phá phái ta rồi đây lên không có đi nữa nghe, rồi tới giờ cái im luôn. À con hiểu rồi. mình nói với mấy cái người chôn ở đây, mấy ông tại sao mà đất cát người ta mua sắm cho mấy ông chôn chỗ chôn, la gầy con nít đừng có cho ra ngoài đường ngoài sớm mẹ phá con người ta chứ, có mấy ông đây đỡ vậy sao được. Cái từ đó tới giờ không có la giảng cái gì nữa là đây. Cái việc này xảy ra lâu chưa chú Năm? Lâu rồi. Cũng mấy năm trước. À, nó tức, cũng có vậy đó, tức là cái hương linh của những cái bé ở trong cái khu nghĩa trang này chạy ra ngoài lộ và kia phá phái người dân. Chú Năm mới vô đó mới phát biểu cái gì nói, ở đây. Nói có mấy ông ở đây mà mấy ông không la gầy con nít con nâu để đi phá phái ta vậy sao được, đưa lên đừng có đi nữa nghe, cái gào im ru luôn chứ không có. Dạ cũng hay ha, cũng nó nghe cũng nghe lại chú cũng... Năm. Tại vì cô chú Năm là ở đây giống như là mình hương khói cho quý vị đó rồi. Cứ như ông Từ đi. À như ông Từ rồi. Ông Từ bà Từ ở đây á. Mà nói không nghe nữa thì bỏ luôn ạ. Với lợ mình ở đây mà ai lợi cho thì mình chỉ chỗ không à. Có một cái này nữa nè, còn mới hồi tôi đi hỏi trăm người nào không ai dám cho. Đào nguyệt lớp len rồi mà lớp lợ đào lộ khác. Ủa sao vậy? Bởi vì lúc đó bên kia nó hơi mới chết, sợ nó hôi đó. Cái đào là lỗ khác, tôi nói
ông đất đai bây giờ anh em mình bằng á. Ông ở dưới cũng đất đai, tôi ở trên này cũng đất đai à, tôi chỉ chỗ là tôi cũng đất đai à, chứ không vừa anh em mình cho tôi đổ chỗ khác, không có ai buồn vui ai ngang cái nói vậy cái rồi cho im ru luôn. Tức là mình đào nguyệt cái ngôi mộ bên đây mà à, nó sắp lú ra cái nó sợ nước nó xì bị người ta mới chôn đó. À. Kích khích đó. Rồi liếp lại đào lỗ khác. Im ru không có gì xảy ra hết trơn luôn. Tới bây giờ luôn ai cũng nói bị thật có với gì mộ ngoài này nè. Nhiều khi mà ta lỡ ta xây ta để xi măng dơ giấy đó về kêu vợ nói là đôi dép tôi sao mất tiêu rồi, bà ra coi mã mồ tôi chưa hay à. Hình dường như là con thấy hiện tại bây giờ ở ngoài sau đó có một cái ngôi mộ để cái đôi dài đôi dép gì đó, là phải ngôi mộ đó không? Không, đôi dép ra đây mang rồi, mấy ông từ thiện chích đất ở ngoài ngoài mà ổng lấy mang rồi bỏ ngoài luôn. Là làm xong giờ người đàn ông nó về báo vợ như vậy. Ờ. Bà gia coi cái mã tôi dương hầy kìa. Xi măng không hà, bà gia bà coi. Thì có thiệt. Đôi dép mắc thì mắc thiệt. Dạ. Về báo vợ. Gì? Ờ. Giờ bây giờ tôi ngày nào tôi cũng quét dọn chứ. Dạ. Chú Lâm chú cho con hỏi á, khi mà chú Thím ở đây là lưu niên ở đây. Là ngày này qua tháng nọ thì vào cái lúc ban đêm á thì có thấy những cái anh chị em ở đây đi tới đi lui không chú Năm thấy không? Không. Nó ngộ vậy đó hả? Im re không có gì chân. Chắc miễn chú tại... Năm đi liệm á thì Thím ở nhà 10 giờ 11 giờ thì Thím ra đây nè. Tôi nói bữa nay tôi ra đây tôi nằm nghe không có này kia rụt rịch là chết rồi ha. Vậy chú Năm dám ở nhà mình lên luôn. Mình luôn có gì đâu. Bỏ giỏng xuống nộp toàn ten nè giỏng hả đèn mình đốt rồi à, tại vì mình nghĩ là mình lên tại tiếng vì rồi. Cô chú Năm đã lên tiếng trước rồi ở đây để chăm sóc hương khói cho quý vị này. Giống người ta là... không thể hiện ra hay là cái gì nhát cho cô chú được không ai làm cho sợ là chân, sao người ta dám hả không ai ghẹo chọc chú Năm á. Giống như là cái người ta đến giếng chùa không bao giờ nó khóa được ông từ cũng như hồi trước mình có mình thì mình không có thấy. Nhưng mà có người thì người ta nói đi qua giao mà này làm người ta yếu bông dí, thì nhẹ bông dí là sao đâu. Tay ra thì có khi ta cũng thấy này nọ, ta sợ. Còn mình ở đây thì mình đã cố cụ ở đây rồi mà. Mớ trôn hay là mã góp ẩn thì cô cũng lợi đẳng dọn dẹp đàng hoàng đẳng cho người ta đó. Dạ. Yeah. Người 37, người 44 tuổi. Chú Năm có thể chia sẻ là cái lúc đầu mà chú Tím về đây á, thì mới gì đặc trưng về đây thì mình có cái hiện tượng gì giống như là bị đuổi hay là các vong linh nó này nó kia không chứ? Không, cô bữa nào cũng nấu cơm bưng cho đây nè, dọn kêu đàng hoàng. Có quyền thất tổ, ông bà bên nội bên ngoại bên vợ bên chồng quá giảng dẫn cơm với tôi. Đất đai chạch hoàng cảnh chú ăn chú ở, người phước mặt phước mài với người siêu mộ đặt mã dẫn cơm với tôi. Rồi, bữa nào cũng vậy hết trơn. À, bởi vì các vị mới có được cái ấm cái no. Rồi do đó là chắc không để cho cô chú để thấy được những cái điều phiền hà nào đâu. Để sợ rồi làm sao quý vị còn đó có cái ăn. Còn mấy người nào mà lỡ kêu hỏi bà xin số tôi nó không nha. Tôi không có cho à. Ta đến đây xin số nữa hả cô? Ừ, tôi không có cho đó à. Để cho người ta đi tu. Chứ người ta để chứ bị đánh lắm tội nghiệp người ta. Hâu đi, đừng có xin. Tất cả ai tới đây xin số thì chú Năm mời người ta đi về. Về, không có cho người ta xin. Cho. Cái lạ là khi mà có người cô Năm nhắc đến chỗ mà có người đến xin số sao con thấy khóe mắt cô Năm là chảy nước mắt là lý do mình cảm động hay sao cô Năm? Chàng ơi, con ơi, cô không có chịu cho vậy. Là mình để cho người ta đi đầu thai. Dạ. Chứ đừng có để vậy cho người ta bị đòn dữ lắm tội nghiệp người ta. Thấy trong khóe mắt của cô Năm gửi lại kìa. Nó cô không chịu vậy. Cô Năm rất là có tâm với những cái hương linh đã mất. Cô Năm từng hứa là đến thắp hương đến một ngày ra đi thôi. Ngày ra đi thôi. Dạ. Trừ da mưa gió bão bùng cô không đốt thôi. Chứ còn mà như thấy cảnh vậy nè ha, là cô con chưa thấy nha. Ông trời sắp chuyển mưa rắc cho đó. Cô đốt nhang ra rồi cô nói ông ơi đừng có mưa ông ơi để con đốt nhang là ngưng mưa liền. Ôi linh vậy hả? Cho con hay ngưng mưa liền. Dạ. Chắc là quý vị cũng xây chuyển á. Đó. Cô vậy đó. Chắc cái tâm của cô chú như vậy đó thì quý vị ở đây đã đọc được trong tâm, do đó là mới độ cho cô chú. Như cô kể là giống như là hai lần giống như muốn chết rồi mà lại khỏe lại. Khỏe lại liền.
chứ không cho gặp cho thấy. Nhưng không, mà linh cảm thấy của cô chú thì biết được ở đây là cái tâm linh là hiện diện của các hương là có. Cũng như vong linh ta không cho mình đi, đi dạ. Rồi ai đốt nhang? Dạ. Đáng ta chọn mình rồi, mình hứa là tới ngày mình chết thôi mà. Giờ nửa chừng đi người ta đâu có cho. Dạ thì cũng nhân đây á, thì con trước khi con đến đây á, thì con cũng được người khác giới thiệu về cái hoàn cảnh của cô chú Năm rồi. Là còn người dân ở ngoài đường lộ lớn á, người ta cũng kể cho con về hoàn cảnh khó khăn của cô chú. Rồi cũng có làm từ thiện, rồi có được cái đồng tiền từ cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân hay đến đây, người ta có thể trợ giúp cho chút ít mà cuộc sống nó cũng bấp bênh. Sống ở Nghĩa Trang thì luôn luôn phải khó khăn rồi. Dạ. Dưới thứ hai con nghe được cái tâm huyết của cô Năm là muốn thắp hương cho những cái vị ở đây đến suốt cuộc đời, đến cái hơi thở cuối cùng. Thì con hiểu được cái điều đó. Do đó con cũng có ít quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân. Con xin trích ra chút ít để con gửi đến cô chú để có thêm ít tiền trong cái vấn đề mình sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cũng như là mua thêm một số ký nhang nữa để dành để thắp hương cho những 252 ngôi mộ tại cái mảnh đất này ha cô Năm. Dạ. Và sau đây con xin đọc tên của cô bác anh chị mà con trích quỹ thiện nguyện ạ. À, câu hớn mình thứ nhất là xin trích quỹ thiện nguyện của chị Tiết Ngọc ở bên Mỹ là 500.000. Thứ hai là của một em gái giấu tên ở Mỹ là 500.000. Thứ ba là của chị Đặng Thị Thì Dung ở nước Úc là 500.000. Thứ tư là của chị Úc ở Đài Loan là 500.000. Thứ năm là của cô ba ở Sài Gòn là 500.000. Dạ thì con trích quỹ thiện nguyện của năm cô bác anh chị em là được 2.500.000. Dạ con xin gửi cho cô Năm ạ. Dạ, cô Năm ngồi xuống đi cô Năm. Dạ cô Năm có thể đếm lại giùm con à, 2.500.000 á cô Năm. Con sợ thiếu á. Câu hớn mình cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân trong quá trình thời gian mấy năm nay luôn theo sát câu hớn mình để ủng hộ trợ giúp những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ạ. Cô cũng cầu chúc cho mấy cô mấy chị mấy bác ở bên Mỹ đó, chúc cho nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn. Tôi được số tiền này tôi cũng mừng lắm, đặng mà để mua nhang đốt. Dạ. Cầu chúc cảm ơn. Dạ. Con cảm ơn cô Năm có những cái lời chúc đến cô bác Mạnh Thường Quân bên của con ạ. Giờ cô cũng cầu chúc của mấy cháu nữa. Dạ. Thì con cũng hy vọng rằng cô chú có nhiều sức khỏe để sống lâu trăm tuổi, để ở đây thắp hương cho những cái hương linh ở đây để cho người ta tu tập, người ta có thể trở về một cái cõi tốt đẹp hơn ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì con cũng xem phim nhiều, cũng biết đến nhiều cái hoàn cảnh giống như cô chú. Khó khăn không có nơi nương tựa, phải ở vào cái khu nghĩa trang nghĩa địa, mà thường thì những cái người này hay ở những cái vị trí này là có vấn đề liên quan về tâm linh, cũng có khi là gặp những cái vấn đề tâm linh nhưng mà được họ độ nhiều lắm á chú Năm, cũng giống như cô chú ở đây. Dạ. Còn chút xíu nữa thì cô Năm tới giờ thắp hương chưa? Dạ, thắp hương, thắp hương nữa. Dạ cô Năm có thể đi thắp hương cho con gắn cái mic lại cái con. Bàn thường cô Năm là thắp hương một bó vậy 252 cây luôn hay sao cô Năm? Dạ. Dạ. Để cô đốt cho cô Thắng nha. Mời cô bác anh chị em đi quan sát cô Năm, đi thắp hương mỗi ngày, nhiệm vụ cô Năm mỗi ngày là như thế này. Để gửi đến cho cô bác anh chị em xem ạ. À, trước khi cô Năm thắp hương cho những ngôi mộ thì lúc nào là cô Năm cũng là thắp hương củ quyền của mình trước, trong bàn thờ bên trong này trước, rồi mới đi ra đến những cái ngôi mộ quý bà con cô bác. Ủa sao mấy con thấy là cô Năm không có đốt nhang đây sẵn hả cô Năm? Không, cô đi ra ngoài cô đốt mới được, trong này nó khói dữ lắm. À, vậy là trước khi là cô đi là cũng phải trình củ quyền của bên cô rồi mới đi ra ngoài trình đốt. Trình củ quyền rồi mới đi đốt. Giờ cô đi. Dạ. Nha. Dạ. Vậy là đốt từ ngoài mình thắp hương dài dài vô đây hả cô Năm? Ừ, đi từ hàng vậy đó. Dạ. Đó, chỗ này là chỗ cô ngồi đốt nè. À, cái vị trí đó là cô ngồi đốt. À, nhiệm vụ của cô Năm á quý bà con cô bác là hàng ngày là như thế này, mà ngày nào cũng vậy. À, cô Năm nói á, ngày nào mà không đốt thì trong mình rất là khó chịu. Khi mà trời mưa lớn là đốt không được là rất là khó chịu. Mà cô lại không chọn cái thời gian chiều khoảng 4 giờ hay 5 giờ cho mát chút xíu á cô không, Năm. Không con, không. À, nó sợ mưa, ướt nhang.
Chịu mưa, mưa chịu lắm. Thường thường một bó nhang vậy là khoảng bao nhiêu cây cô Năm? 252 cây. Quá. Wow. Là mà cô Năm đếm sẵn hay sao? Cô đếm sẵn hết trơn vậy nè, rồi đốt 3 lần. Dạ. Yeah. Lần một nấm vậy nè. À, cô Năm đốt như vậy á là đi mỗi một cái ngôi mộ gì là một cây nhang. Tổng số ở đây là 252 ngôi mộ. Chàng ơi, cỡ tháng 2 hai nhận đó con. 2 tháng 2 rồi cô cũng ra đây, cô đốt nắng dữ lắm, cô cũng đâu có sợ đâu. Dạ. Nắng là nắng, có ơn trên độ rồi. Gió đi ông ơi, gió lên cho nó mát ông ơi. Gió đi ông. Vậy là mỗi lần đốt, vậy là cô Năm là hôm nay là mình điếm nhang cho ngày hôm sau? Không, cô điếm sẵn hết trơn luôn. Ờ, điếm sẵn ra từng bó luôn. Ừ. Hôm nay tôi đi rút nhang nha, mấy cô bác, con cháu, chú thím, mợ gì. Tôi đi rút nhang nghe. Đổ tôi mạnh giỏi nha. Đi rút nhang nghe cô bán. Vậy là đốt xuất phát từ cái góc ở đằng đây. Dạ. Dạ. Ờ, len lỏi qua những cái ngôi mộ này. Mình cũng thầm xin phép quý vị cho phép mấy anh em mình đi. Mình thấy nhìn vào bia mộ, mình thấy những cái ngôi mộ về cái độ tuổi khác nhau, nhỏ có, lớn có, đầy đủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ngôi mộ đó chưa được xây cất lên là mới chôn đây hay sao cô Năm? Cái này con nít nè con. Con nít hả? Ừ, 6 tuổi. Dạ. Con trai. Con chết với sông á. Ờ, cái nón bảo hiểm đó của cháu hay gì á? Của cháu luôn đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Hổm mà ổng làm tùm lum chân, con quét con để nó đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần thay cái chân nhang không là 3 thùng bê đó con. Ôi ôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dữ ha. Khoảng bao ngày cô mới thay chân nhang cô? Chừng nào đầy hết chân cô cấm không được cô thay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi một cái ngôi mộ là cô Năm sẽ niệm một tiếng Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, 252 ngôi mộ. Cô Năm đi như thế này thì cái độ mà từ lúc mà đi ra đốt nhang cho đến khi mà cô Năm mà cắm hết và niệm Phật thì cái tầm lên khoảng một tiếng đồng hồ cô bác anh chị em, cũng hơi lâu á. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mỗi ngày cô Năm làm cái nhiệm vụ như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ít bữa đây ổng xịt này hết trơn à. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chè người khi đây nè con, ông đánh chết luôn con. Ồ, có ông luôn hả cô Năm? Có, đi đốt nhang đánh cô hoài chứ gì. Nam Mô A Phật. Bị gì đó ở đây nè, ngốc theo này nè. Nấp trong đó đó. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Di Đà Phật. Cũng là người ta sắp xếp được cái vị trí của những ngôi mộ này, còn mà cái đường kẻ đi ha. Ừ. Do đó là cô Năm cũng chen nhau đi để thắp hương được cũng dễ. Nam Mô Di Đà Phật. 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 Một cái nhiệm vụ mà không phải ai cũng làm dễ đâu quý bà con cô bác. Có một cái phần nào đó liên quan đến những cái phần người... Không có mệt con ơi. Dạ. Liên quan đến những cái phần người âm, người ta cũng hộ độ, có duyên với nhau thì mới làm được. Chứ không có ai cũng phải mà chọn một cái nghề này hay một cái việc này ha cô Năm. Ừ. Cũng tùy theo. Chắc cô Năm cũng có duyên. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ là cô Năm đang đi một cái dãy, những ngôi mộ, cái dãy thứ hai. Nam Mô Di Đà Phật. Ở trong đây mình đếm thử có bao nhiêu dãy ngôi mộ vậy nha. Dãy này dãy thứ hai, dãy thứ ba nè. Nam Mô Di Đà Phật. Dãy thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Ở đây có chín dãy những cái làng ngôi mộ như thế này. Rất là nhiều. Nam Mô Di Đà Phật. Chắc bà con cô bác ở vòng vòng nơi xứ này chắc người ta nói là cô chú chắc sống cùng những ngôi mộ hả cô chú? Ừ. Tại thắp nhang, thắp hương mỗi ngày. Nam Mô Di Đà Phật. Ôi con thấy cái đôi dép đó là của những người trong ngôi mộ này, ta bỏ lại hay sao cô? Ừ, để đây cho người ta con. À, người ta cúng ha. Ừ, Nam Mô Di Phật. Tức là có những cái phần mà vật phẩm của người có lúc mà còn sống nè. À, người ta đem đến đây người ta cũng để đây để cũng như để thờ để cúng thêm. Đây là đôi dép. Có chỗ thì mình thấy kìa, xa xa thuốc mà sau đó là mình thấy có cái đôi dép để nữa kìa. Đôi dài luôn chứ không phải là đôi dép. Đây nè. Còn ngôi mộ cái đằng kia đó thì mã này là linh nè. Là một cái nón. Mã này. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Cái mã này trước để đi cúng đôi dép với mấy ta xây mã đó. Để xi măng đây dơ nè, về báo vợ nè. Mã này. À. Ừ. Nam Mô Di Đà Phật. Còn cái mã nữa. Nam Mô. Ồ, hiện tại thì mình thấy ngôi mộ đó rất là bóng sạch ha. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Khi mà người về báo người nhà vậy, người nhà lên đây kể cho cô nghe lại cô mới biết được hả cô? Ừ. Dạ. Nó không linh lắm. Nam Mô Di Đà Phật. Một ngày mà cô dành một tiếng đồng hồ mà đi thắp hương cho quý vị ở đây á, thì đó cũng là một cái điều giống như là mình đi tập thể dục luôn rồi. Vậy mà cô vui con ơi. Dạ, làm được việc này cô rất là vui ha. Ừ. Cũng như ngày nào mà mưa lớn quá mình thắp không được là cô sẽ buồn. Cô buồn tâm cô lắm. Dạ. Rồi mấy con cũng cầu chúc cho cô có nhiều sức khỏe cũng như là chú có nhiều sức khỏe để mai mốt làm việc thiện nguyện cho những cái người đã phước đã, cũng như là cho những cái người đã qua đời. Dạ bây giờ chắc cũng chiều rồi thôi mấy con cũng nè, xin phép cảm ơn cô. Nè cái mã này nè. Dạ. Mã này hổm cô đi đốt ha. Là ông nhát cô hết lần. Đi không gì nè, không có chờ hơi gió im lặng vậy nè. Mà cái mã nghe nó hì. Ồ cô nghe tiếng hả? Ừ. Bắt đầu cô là bước đâu đó ha. Tôi không có sợ đâu. Tôi đốt nhang hàng ngày mà tôi đâu có sợ đâu. Ông nhát cái tôi ha, rồi tôi bỏ thôn đốt nhang đó. Bắt đầu im tới giờ luôn đó con. À, là có một lần như vậy luôn. Ừ. À. Như thử mình coi mình sợ không á. Dạ, nhưng mà cái tâm của cô rất là vững vàng. À, con cái người ta làm cho mấy cái mái che ở trên luôn. Vậy là đặt 83 tuổi rồi. Dạ. Đặc biệt những cái ngôi mộ xung quanh đây á là chắc là cô hiểu tính tình từng người một hết rồi hả cô? Ừ. Nếu mà có biểu hiện gì mà liên quan tâm linh là cô hiểu hết. Ừ, hiểu chân. Dạ. Lên tiếng kim tre con ơi. Dạ. Hồi nãy giờ là cô cũng nói là khoảng 3 ngôi mộ rồi đó. Thấy có độ linh mà cô từng biết đến. Thôi vậy mấy con chắc cũng xin phép đi vô để về trước nha cô. Ừ, cô cảm ơn con. Dạ, để cô đi thắp hương, mấy con xin phép là mượn lại cái mít nha. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi thôi, mình quay một cái đoạn clip ngắn để cho
Cô bác anh chị thấy được cái vấn đề của cô Năm là trên 2 năm nay là cô Năm mà đi thắp hương như thế này cho những cái phần ngôi mộ. Giờ mình đi vào bên trong để về cũng chiều rồi. Công việc của cô Năm rất ý nghĩa luôn bà con cô bác. Nhưng mà cái cuộc sống của cô Năm vẫn còn khó khăn. Cô chú phải ở tạm đất như thế này. Sống cùng 252 ngôi mộ như thế này. Mình đi len lẻn. Còn đây, đây là cái ngôi mộ mà vô danh mà chú Năm hồi nãy dẫn mình đi ra đây để thông báo lên. Thì bà con cô bác anh chị em nào mà biết đến người vô danh này theo cái đặc điểm mà clip trước mình đã đăng để thấy được, có thể là nhận người thân với ngôi mộ này. Mình có đăng qua ở video trước rồi á. Rồi thôi bây giờ mình tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn cô bác anh chị em đã theo dõi ạ.